1 tỷ 250 triệu một căn nhà 3 tầng ở Hà Nội, sổ hộ khẩu Hà Nội có thật không? À, có quý vị nhé, chắc chắn là rất nhiều quý khách hàng có thường xuyên nghe Ngọc Ánh chia sẻ rằng bên quỹ căn của nhà tốt, còn hiện tại có những cái căn nhà cực kỳ là rẻ, gần như là rẻ nhất Hà Nội. 1 tỷ 250 triệu đồng một căn 3 tầng xây mới, sổ đỏ chuẩn chỉnh, ban giao nhà luôn với cái thiết kế gọi là chỉ cần việc xách vali về và ở. Thì đây, Ngọc Ánh đang đứng tại dự án này rồi. Dự án này thì thuộc Phụ Châu, Chương Mỹ quý vị ạ, gần với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao. Với cái cụm này, căn nhà thấp nhất là 1 tỷ 250 triệu. Còn những cái căn mặt ngoài này thì giá nhỉnh hơn một chút, 1 tỷ 350 triệu đồng thôi. Tất cả với cái giá bán đấy thì là giá bán cả nhà và đất 3 tầng xây mới. Ngọc Anh sẽ quay một căn nhà này, một căn mẫu cho quý vị. Với cái căn nhà này, hướng nhà là hướng Tây Nam, ngõ trước nhà cụ thể đây mọi người nha. Ngõ trước nhà nó khoảng tầm được 2m, hơn 2m một chút. Và Ngọc Anh sẽ quay gửi tới quý vị. Mời mọi quý vị theo em vào khám phá căn nhà. Thực ra thì nó cũng đang vào trong cái phần hoàn thiện, cho nên quay theo đúng như hiện trạng của ngôi nhà. Còn về cơ bản, nếu như quý vị nào quan tâm căn mẫu, Ngọc Anh sẽ gửi cái hình ảnh căn mẫu cho quý vị xem. Với diện tích 30m², xây 3 tầng, thoáng trước, thoáng sau quý vị ạ. Đây là cái phần tầng 1, phòng khách, phòng bếp. Đây là không gian phòng bếp mọi người ạ. Chưa lắp tủ bếp. Đấy. Với cái vị trí căn này thì nó đi khoảng tầm 15 phút là ra tới bến xe Yên Nghĩa, gần với trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao, phù hợp với bác nào đi làm ở loanh quanh Hà Đông hoặc là Chương Mỹ hoặc là địa phận Hoài Đức hoặc là về bên Quốc Oai mọi người nhá. Với cái căn nhà này thì giá nó rất là rẻ rồi, cho nên rất là nhiều quý khách hàng thắc mắc sổ chuẩn không. Ngọc Ánh cam kết 100% với khách hàng sổ đỏ chuẩn chỉnh, bán nhà theo hiện trạng 3 tầng xây mới. Tiếp theo quý khách hàng hỏi là đi vào trung tâm có gần không, thì Ngọc Ánh xin chia sẻ với quý vị, từ vị trí ngôi nhà này mà đi vào tới trung tâm Hà Nội thì nó sẽ rơi vào phạm vi khung giờ ấy mọi người ạ, nó khoảng tầm 45 cho tới 50 phút đi xe máy. Còn nếu như mà quý vị tính về cái km thì tính từ vị trí ngôi nhà này mà vào tới Hồ Hoàn Kiếm thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 25 km quý vị nhá. Cho nên em đã chia sẻ rất cụ thể cái phân khúc nhà này nó phù hợp với lại khách như thế nào, thì mọi người có thể cân đối về cái quãng đường đi này, rồi là cân đối về cái giá bán này. Với cái cụm này có hỗ trợ vay vốn không ngân hàng không ạ? Có mọi người nhá. Với cái cụm dự án này hỗ trợ cho quý vị vay tối đa ngân hàng 900 triệu đồng. Đó, 900 triệu đồng cho một ngôi nhà 1 tỷ 3. Vậy thì phần còn lại quý vị chi trả trước cái phần tiền mặt cho Ngọc Ánh nhá. Đấy. Tầng 1 ngoài phòng khách phòng bếp thì vẫn còn một phòng vệ sinh như thế này. Đấy, đường ngõ thông thoáng, xung quanh chợ trường phường trạm vô cùng đầy đủ cho quý vị. Ở đâu cũng có tiện ích mà mọi người, ở đâu cũng thế. Ví dụ ở quận thì nó sẽ có trường học ở quận, ở huyện thì nó sẽ có trường học ở huyện. Ở đây nó là huyện Chương Mỹ, cho nên trường học mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 vẫn cứ là đầy đủ để phục vụ cư dân ở đó, đúng không ạ? Mọi người theo em nên khám phá tầng 2 của ngôi nhà. Với 30m² thiết kế như thế nào để phù hợp công năng cho một hộ gia đình sử dụng thì quý vị có thể tham khảo cái ngôi nhà này. Công năng sử dụng của ngôi nhà này thiết kế 3 phòng ngủ, thì ở phần tầng 2 thiết kế 2 phòng thoáng trước thoáng sau. Đây, lại còn có cả ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm đầy đủ, điện nước đầy đủ cho quý vị hết. Đấy, một cái căn phòng ngủ đây. Với cái căn phòng ngủ này thì nó rơi khoảng tầm 7m², 7 đến 8m² quý vị nhé. Tiếp theo, căn phòng ngủ bên trong. Phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng, cửa sổ thông thoáng cho quý vị. Căn nhà này mà khi hoàn thiện xong hết rồi, nếu như mà vẫn chưa bán thì Ngọc Ánh lại quay lại review cho quý vị. Hoàn chỉnh, đẹp đẽ luôn để cho mọi người có thể ngắm nghía. Cái này thì nó thật với mọi người rồi, Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi, nó phù hợp với tầm tài chính và khu vực quý vị đi làm. Cho nên đừng quý vị nào nói rằng của rẻ là của ôi, không có ôi đâu ạ. Với hơn 1 tỷ bạc nó là cả một số tiền rất là lớn, cho nên nó không có ôi thiêu gì ở đây cả. Huống chi nó là cái nhà đất đầy đủ hết, đúng không ạ? Đây là cái phần tầng 2 của ngôi nhà. Đây,
bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa là chuẩn bị chủ nhà sẽ lắp hết đầy đủ cho mình. Công năng sử dụng quá là hợp lý, tiện nghi sinh hoạt, đầy đủ cho một hộ gia đình sử dụng. Vậy thì phần tầng 3 thiết kế ra sao? Mời quý vị theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Và đây Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 3 của ngôi nhà. Trên phía tầng 3 có một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Với tầng 3 thiết kế thêm cho quý vị một phòng ngủ. Cái này tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình ạ. Quý vị có thể làm phòng ngủ, phòng thờ, tùy mọi người nhé. Còn cái công năng sử dụng của cái nhà 30m này thì được 3 phòng riêng. Nhấn mạnh lại với quý vị, sổ đỏ đầy đủ. Nhấn mạnh lại một lần nữa, chuẩn chỉnh, bao toàn bộ phí thuế. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, căn này tối đa 900 triệu cho quý vị nhé. Đây, phòng vệ sinh ở trên tầng 3. Đấy, review thực tế luôn, cái căn nhà nó đang vào phần thô, phần hoàn thiện cho quý vị có thể cảm nhận. Còn đây là phần sân phơi. Chắc chắn là quý vị sẽ hỏi rằng thế cụm dự án này thì đã bán được chưa, thì chắc chắn là em sẽ khẳng định với mọi người là đã bán được 4 căn và 4 căn nhà đấy đều có chủ nhân về ở rồi mọi người nhá. Đó. Ngoài xin nhấn mạnh lại với quý vị, dự án này giá thấp nhất cho quý vị 1 tỷ 250 triệu đồng một căn, trả trước 500 triệu tiền mặt là quý vị có thể sở hữu ngôi nhà này rồi. Vị trí đi lại Ngọc Ánh nhấn mạnh và chia sẻ rồi. Giá bán bao toàn bộ phí thuế. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt để được tư vấn và đi xem nhà hoàn toàn là miễn phí quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.